đến bây giờ mà đến bốn ngân hàng đổ vỡ tiếp theo. Cari ơi, vâng bỏ ra nhưng mà không biết hiệu quả nào, nhưng mà cái đấy là máy ảnh đấy chứ. Vâng, giờ mới về đây à? Phương kia kìa, Hoan Hô Phương về kìa. Phương đâu? Phương đâu? Đây đi à? Chào quý vị và các bạn đến với chương trình Cơ Hội 999 được phát sóng trực tiếp trên kênh của Đài Truyền Hình Hà Nội, bắt đầu từ 16 giờ 52 đến 5 giờ. Mẹ ơi, mẹ đi đây. Chào mừng quý vị đi đây. Ngay ở những ngày đầu tiên của một tuần. Chào mừng quý vị đi đây. Thế đi rồi, quay lại cười tủm tỉm bên nào.